Thế là cách phát hiện cái nhiệt độ âm âm được hai khá rụng rè. Hiện đây là một trở ngại và khó khăn cực kỳ lớn đối với sức khỏe của các bậc sĩ. Thì các bậc sĩ đã khắc phục được cái khó khăn đó và chịu đựng được. Bên cạnh đó là đường khá rất là xa, là duyên không phải di chuyển là nhiều chặng, là anh em rất là khó khăn và mệt mỏi, đặc biệt là đi di chuyển là 200 máy bay, sau đó là tiếp tục là di chuyển 300 km bằng đường bộ, đường treo núi rất tiểu và kẹt xe làm anh em rất là mệt. Và thứ ba nữa là khó khăn nữa là về cái lương thực và thức ăn, thì do cái điều kiện nước bạn thì không phù hợp với cái đơn của các bộ sĩ, cho nên là cũng ảnh hưởng phần sức khỏe. Là bên cạnh đó là do cái thời gian cứu nạn cứu hộ là quá dài, làm anh em rất là kiệt sức. Và bên cạnh những khó khăn đó là lực lượng cứu nạn cứu hộ đã vượt qua tất cả bằng tinh thần là tình nhân ái, tình hữu nghị quốc tế, tình nhân đạo, là các bộ chiến sĩ là không nề hà. Vượt qua tất cả những cái khó khăn đó, một lòng quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo là cấp trên giao.